À, nếu không tử tế xin đừng đẹp trai. Thì khi mà cái cổ phiếu đấy không tử tế, thế nhưng nó lại có một cái mô hình giá khá là đẹp, thì lúc đấy việc ra quyết định nó tùy thuộc vào cái chiến lược đầu tư cũng như là cái quan điểm đầu tư của bạn. Thực ra trong đầu tư ấy, cái việc mà phải chiến thắng chính bản thân mình nó mới là cái khó và là cái quan trọng nhất. Khi mà đầu tư mà mình bị tự mình đặt cho mình những cái sức ép về mặt lợi nhuận trong một khoảng thời gian ngắn thì thường là mình sẽ hay đưa ra các quyết định đầu tư nó không hợp lý. Do đó thì thường là cái kết quả đầu tư nó không tốt. Thực ra cái ba chữ cái trong đầu tư ấy nó chỉ là cái điểm khởi đầu của một cái quá trình đầu tư rất là dài. Tuy nhiên là mỗi người đều phải tự xây dựng những cái chiến lược đầu tư và các thứ cho mình. Và mình mua vì lý do gì thì mình bán vì lý do đấy. Dù đầu tư hay là đầu cơ thì các bạn cũng nên biết rằng là mình đang làm gì.